Ai cũng muốn có một làn da trắng sáng và khỏe mạnh. Vậy thì hôm nay Riri sẽ mang gì đến cho các bạn đây? Đó chính là Riri Whitening Serum. Whitening Serum có chứa các thành phần dịch ốc sên đen của đảo Jeju, lecithin có nguồn gốc từ đậu nành, adenosine có nguồn gốc từ đông trùng hạ thảo hoặc là niacinamide, vitamin C giúp chống lại quá trình oxy hóa, làm trắng da, giảm các vết nám tàn nhang, tăng cường sinh sản collagen và giảm kích ứng da. Tính chất serum khá đậm đặc nhưng khi ứng dụng lên da vẫn thẩm thấu rất là nhanh mà không gây bết rít khó chịu hoặc là bí da. Sau khi sử dụng serum thì nên dùng một loại kem dưỡng ẩm để sản phẩm phát huy được công dụng tốt nhất. Với những người lần đầu tiên thực hiện cái việc skin care hoặc là chưa quen với những cái bước serum trong quy trình dưỡng da thời gian đầu nên chỉ dùng một lượng nhỏ để da có thể kịp thích ứng. Và trong serum của bạn có chứa những thành phần như vitamin C nên không để serum tiếp xúc với những loại ánh sáng trực tiếp. Tốt nhất nên bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh để sản phẩm không bị biến chất, kéo dài thời gian sử dụng. Và hiện tại sản phẩm có giá 495.000. Và đặc biệt, Whitening Serum Riri đã được đăng ký bảo hiểm chất lượng thẩm định bởi công ty trách nhiệm hàng bảo hiểm chất, nên khách hàng khi sử dụng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đầu tiên, đây là những thông tin dành cho nhà phân phối. Ở trong sản phẩm Whitening Serum của chúng ta có những chất rất là đặc biệt mà các anh chị có thể thông tin tới khách hàng của mình. Đầu tiên có thể kể tới đó là lecithin. Đây là một trong những cái chiết xuất từ đậu nành và nó có tác dụng kháng viêm. Nhưng mà người ta còn ứng dụng nó trong ngành y học với những công dụng như là giúp cho việc điều trị bệnh giảm trí nhớ nè, rồi khắc phục những bệnh liên quan tới cholesterol, mỡ máu và các bệnh khác. Đây là một chất rất tốt, nail secretion filtrate, hay còn gọi là dịch ốc sên đen từ đảo Jeju. Đây là một thành phần mà có thể giúp cho làn da của bạn lành những vết thương do mụn, căng da, mịn da, cấp độ ẩm cho da. Đây là một thành phần cực kỳ tốt. Thành phần thứ ba đó là niacinamide. Đây là một thành phần mà giống như lại hạt rào lipid của các bạn. Khi mà được thêm vào trong sản phẩm của mình sử dụng serum thì nó sẽ có tác dụng là củng cố và bảo vệ cái hàng rào lipid. Và như các bạn đã biết trong những cái video clip trước á, thì cái hàng rào lipid nó quan trọng như thế nào với làn da của các bạn. Adenosine, đây là một chất thứ tư hay còn được biết tới như là đông trùng hạ thảo. Tác dụng của đông trùng hạ thảo trong việc dưỡng da đó là đẩy nhanh cái việc mà thay đổi tế bào da ở trên da mặt của các bạn, đẩy nhanh cái lớp tế bào chết và đẩy nhanh cái quá trình mà thoái hóa cái tế bào melanin sắc tố đen á, ra ngoài cơ thể của mình. Và cái tác dụng thứ hai của đông trùng hạ thảo có thể nói tới như là việc làm cho da của bạn mịn màng và giảm các vết thâm, các vết nám. Thành phần cuối cùng đó chính là ceramide. Và đây là thành phần mà giống như lớp màng lipid của các bạn, khi được thêm vào trong sản phẩm serum này thì lớp màng lipid của bạn lại được củng cố một lần nữa và nó sẽ dày hơn, cứng hơn, bảo vệ cái làn da của bạn trước những tia nắng, tia tử ngoại được một cách an toàn hơn. Và vừa rồi thì Dương mới chia sẻ với các bạn về sản phẩm Riri Whitening Serum. Mong rằng những thông tin này có thể dành đến cho khách hàng cũng như nhà cung cấp, nhà phân phối của chúng ta những thông tin cần thiết. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, share, comment và subscribe kênh YouTube channel của Riri Việt Nam. Ngoài ra, để biết thêm thông tin về sản phẩm của Riri, hãy truy cập website và fanpage của Riri Việt Nam nhé.